tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội. Giá nhà gấp 18 lần thu nhập người dân thủ đô. Giá bất động sản tăng cao do cầu vượt cung. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị, để người dân có thu nhập thấp có thể tiếp cận và sở hữu được một căn nhà cho riêng mình, các ngành chức năng đang đẩy mạnh tạo điều kiện thuận lợi thông qua một loạt đề xuất kiến nghị, đặc biệt là những nội dung được chỉnh sửa trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi lần này. Trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp 6 sắp tới, đã sửa đổi nhiều nội dung về nhà ở xã hội. Cụ thể, dự thảo luật đã giảm bớt các thủ tục trong việc xác định đối tượng mua nhà ở xã hội. Về điều kiện nhà ở, nếu như trước đây có nhà ở nhưng dưới 10m² thì mới là đối tượng mua nhà ở xã hội, thì trong dự thảo lần này có thể xem xét tăng lên 15m² một người. Dự thảo luật cũng đề cập đến các chính sách cải cách thủ tục hành chính, nhất là về đầu tư, giao đất, lựa chọn chủ đầu tư, xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội. Như vậy, với việc nới lỏng một số điều kiện cho người mua nhà ở xã hội sẽ tạo thuận lợi hơn cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, cần xem xét việc người mua nhà ở xã hội làm ở đâu, thu nhập thế nào thì mới được mua để thuận lợi trong việc trả nợ. Ngoài ra, khó khăn về nhà ở xã hội lâu nay vẫn là thiếu quỹ đất. Vì vậy, nhà nước cần sớm tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp tham gia đấu giá làm nhà ở xã hội. Khi nguồn cung nhà ở xã hội tăng lên, sẽ gia tăng cơ hội cho người thu nhập thấp mua được nhà. Theo một nghiên cứu về thị trường bất động sản trong vòng 4 năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội tăng khoảng 6% một năm, trong khi đó giá căn hộ tăng 13% một năm, nghĩa là mức tăng của thu nhập chưa bằng một nửa tốc độ tăng của giá nhà. Giá nhà tăng nhanh một phần nguyên nhân là do nguồn cung sụt giảm. Nửa đầu năm nay Hà Nội chỉ có thêm khoảng 5.600 căn hộ mới, giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ 7% trong số đó có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Căn hộ bán với giá trên 50 triệu đồng một mét vuông đang chiếm trên 80-90%. Như vậy, nếu không tìm được lời giải cho bài toán nguồn cung nhà giá rẻ, rất nhiều người dân thủ đô sẽ không thể mua được nhà khi hiện nay giá nhà ở đã gấp hơn 18 lần thu nhập. Mặc dù thời gian qua, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng, nhiều lúc còn bị xem là đóng băng. Nhưng với chung cư ở Hà Nội thì luôn trong tình trạng hiếm hàng và giá thành tăng nhanh. Tình trạng lệch pha về cung cầu và lệch pha về cung ứng thị trường được xem là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Sau nhiều cân nhắc thì hôm nay chị Lan đến xem căn hộ này một cách kỹ càng trước khi ký hợp đồng. Căn hộ rộng hơn 100m², 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, trang bị nội thất cơ bản, có giá thành gần 5 tỷ đồng. Với mức giá này, chị chia sẻ, đã so sánh ở khá nhiều nơi, nhưng chắc sẽ lấy do vị trí phù hợp nhu cầu và hoàn cảnh gia đình. Lo lắng vẫn là nguồn tiền nên chị đã phải tính tới phương án vay ngân hàng. Chất lượng ấy, đấy mọi người đánh giá cũng tốt, về chủ đầu tư thì cũng hỗ trợ cho khách hàng nhiều, nhất là những cái vợ chồng trẻ như mình. Đấy thì là mình cảm thấy mọi thứ đều ok và cái vấn đề về tiện ích xung quanh đây cũng như trường học ấy, để sau này cho con mình đi học mình cũng thấy khá là gần. Chủ đầu tư cũng có hỗ trợ cho khách hàng về cái dòng tiền ban đầu khi mà mình mua nhà ấy. Thì với cá nhân mình thôi, thì với bạn mình thì mình cảm thấy là phù hợp. Có lẽ cách đây một năm, với những dự án chung cư ở quận Hoàng Mai hay Linh Đàm, mức giá xấp xỉ 50 triệu đồng một mét vuông bị xem là cao, khó bán, bởi giá thành đó sẽ được xếp vào loại cao cấp, nằm trong khuôn viên các đại dự án và tên tuổi chủ đầu tư rất lớn. Nhưng hiện tại điều đó đã thay đổi. Nhiều gia đình có nhu cầu ở thực khi tìm mua căn hộ cho biết, dù chấp nhận giá bán ở một số dự án đã tăng từ 15-30% so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng vẫn không có nhiều lựa chọn. Theo một thống kê đưa ra thì với loại hình nhà chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, liên tục trong 5 năm từ 2019 đến 2023, giá luôn trên đà tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm. Mức giá bán sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận trong khoảng từ 2.500 đến 4.000 đô la Mỹ một mét vuông. Nguyên nhân bắt nguồn từ hầu hết các dự án xây dựng gần như bị dừng hẳn. Bên cạnh đó, quy định về pháp lý tồn tại nhiều mâu thuẫn chồng chéo, đặc biệt là việc lựa chọn chủ đầu tư, tính tiền sử dụng đất, giao đất. Với các doanh nghiệp nước ngoài đang quan tâm tới thị trường Việt Nam thì đây là những rào cản rất lớn. Cái nhìn đầu tư nước ngoài hiện nay người ta vẫn rất quan tâm đến đầu tư làm ăn tại Việt Nam chúng ta, nhưng họ vẫn mong muốn là cơ chế chính sách, quy trình thủ tục của Việt Nam chúng ta phải rõ ràng, nhất quán, minh bạch hơn. Thứ hai là phải quan tâm để xử lý những vướng mắc cho họ kịp thời. Ví dụ liên quan đến tính tiền thuế đất, ví dụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, ví dụ liên quan đến cấp giấy chứng nhận, rồi liên quan đến nhà ở xã hội,
ở khu công nghiệp. Báo cáo của Savi, đơn vị nghiên cứu về bất động sản Việt Nam, trong giai đoạn 2023 đến 2025, nhu cầu nhà ở lên tới 1 triệu căn, nhưng khả năng cung ứng chỉ có thể thêm 360.000 căn. Nói cách khác, tới năm 2025, chỉ có khoảng 1/3 nhu cầu mua nhà ở thực của người dân có thể được đáp ứng. Và để có thể giảm giá thành, ngoài việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, việc hoàn thiện thể chế, đảm bảo đồng bộ nhất quán giữa các bộ luật liên quan có quy định rõ ràng hơn trong phân nhóm các phân khúc bất động sản để có chính sách tín dụng, vốn và tài chính phù hợp sẽ là những việc phải làm ngay. Về phía khách hàng, các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo, việc lựa chọn mua chung cư ở thời điểm này cần xuất phát từ nhu cầu thực, cân nhắc chọn dự án đáng để ở, có xem xét những dự án được triển khai bài bản ở các khu đô thị mới với nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển trong tương lai gần. Khi mức thu nhập và giá bất động sản cách xa nhau thì nhiều người dân tính toán tới việc vay ngân hàng. Tuy nhiên, với mức lãi suất như hiện tại thì lời khuyên của các chuyên gia đưa ra đó là sự cẩn trọng và xem xét kỹ lưỡng thực tế công việc, thu nhập của gia đình. Từ quý 2 năm 2023 đến nay, lãi suất huy động hầu hết các nhóm ngân hàng đều đã giảm khá mạnh, xuống mức 6-7% một năm. Nhóm Big Four là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng chỉ còn 5,8% một năm. Tuy nhiên, lãi suất cho vay mua nhà thực tế vẫn ở mức 11,5-13,5% một năm, bị xem là ở mức cao. Cụ thể, các mức lãi suất cho vay 6-8% để hấp dẫn khách hàng chỉ được áp dụng cố định trong 3-6 tháng sau khi giải ngân. Thời hạn sau đó, lãi suất sẽ được thả nổi theo công thức lãi suất cơ sở cộng với biên độ từ 3,2-3,5% một năm. Đây cũng là con số mà nhiều chuyên gia khuyến cáo người có nhu cầu cần cân nhắc kỹ việc vay mua nhà lúc này. Đầu tiên là xác định nguồn vốn có sẵn cần đạt tối thiểu 50-60% giá trị căn nhà, tức là khoản vay ngân hàng không nên quá 50%. Thông thường mức vay dao động từ 30-40% sẽ hợp lý để cân bằng giữa sinh hoạt hàng ngày và việc trả nợ ngân hàng. Hiện các ngân hàng đang cho vay tới 80% giá trị bất động sản và dự kiến lãi suất cho vay mua nhà sẽ còn tiếp tục có sự điều chỉnh giảm trong các tháng tới đây. Cũng nói thêm, thông tư 06 có hiệu lực từ đầu tháng này cho phép khách hàng vay vốn để trả nợ ngân hàng khác, buộc các ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất cho vay để tăng sự cạnh tranh, giữ chân khách hàng, trong bối cảnh đã có nhiều ngân hàng chấp nhận cho vay tín chấp để kéo khách hàng. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Qua một thời gian thực hiện các chính sách tháo gỡ cho thị trường bất động sản, đến nay trên thị trường đã xuất hiện một vài dấu hiệu tích cực. Theo đó, lượng giao dịch bất động sản đã có khởi sắc. Nếu như trong quý 1 năm nay đã có gần 3.000 sản phẩm được giao dịch, thì đến thời điểm này, con số này đã tăng thêm 30%. Có thể thấy rằng niềm tin của nhà đầu tư đã dần phục hồi. Tuy vậy, việc cải thiện nguồn cung nhà ở mới và sự ổn định của tâm lý của người mua vẫn đang diễn ra chậm chạp, cần nhiều thời gian hơn. Dự báo trong giai đoạn cuối năm 2023 đầu năm 2024, thị trường bất động sản sẽ ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực hơn. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có thêm thời gian để các chính sách được thẩm thấu, giúp ổn định thị trường. Trong đó vấn đề quan trọng hơn cả là việc giải quyết thủ tục pháp lý. Được biết, những ách tắc về pháp lý chiếm đến 70% nguyên nhân dẫn đến việc nhiều dự án bị chậm tiến độ. Vì vậy, giai đoạn tới, thị trường được kỳ vọng là sẽ có thêm nhiều dự án mới được mở bán, giải quyết được bài toán thiếu hụt nguồn cung. Theo khảo sát của bản tin Nhà đất và Đầu tư, hiện nay ở khu vực phía Nam Hà Nội, lượng tìm kiếm các dự án đang có xu hướng tăng dần. Điều này cho thấy tiềm năng khai thác và phát triển bất động sản tại khu Nam Hà Nội còn rất lớn. Một số dự án nhận được nhiều sự quan tâm có thể kể đến như dự án Eco Lakeview hiện đang được chào bán với mức giá từ 25-47 triệu đồng một mét vuông, dự án Osaka Complex có khoảng giá từ 30-35 triệu đồng một mét vuông, hay như dự án Felix Home đang có nhiều căn hộ được mở bán mới với khoảng giá phù hợp với những người có thu nhập trung bình khá. Đơn cử như căn diện tích 73-77 mét vuông đang được chào bán với mức giá từ 3,3-3,6 tỷ đồng, còn đối với căn hộ diện tích 90-114 mét vuông có giá bán từ 4,4-5,3 tỷ đồng. Được biết, phía Nam thủ đô đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng về bất động sản. Đó là những lợi thế về giao thông khi có cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đã được khởi công, quốc lộ 1A cũng đang trong giai đoạn mở rộng. Có thể thấy hạ tầng giao thông phía Nam thủ đô ngày càng phát triển một cách đồng bộ, đã và đang tạo động lực cho thị trường bất động sản khu vực này có nhiều cơ hội phát triển.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức rà soát tổng thể các dự án nhà ở trên địa bàn. Theo đó, việc rà soát này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy năm 2022, Sở đã tổ chức kiểm tra thực địa đối với các dự án trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Kết quả có 180 dự án đã hoàn thành thi công xây dựng với 117.823 căn hộ và 7.849 nhà ở riêng lẻ. Có 57 dự án đang thi công xây dựng với 50.976 căn hộ chung cư và 4.777 nhà ở riêng lẻ. Số lượng căn hộ, nhà ở được xác định theo số lượng ghi trong văn bản chấp thuận đầu tư dự án. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 2275 về việc kéo dài thời gian sử dụng đất đối với dự án khu dân cư thương mại có diện tích hơn 66.549 m2. Do tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư tại xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Bitexco được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 482 ngày để triển khai xây dựng dự án khu dân cư thương mại nói trên do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Thời điểm kéo dài thời gian đã gia hạn được tính từ ngày Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định đồng ý cho gia hạn. Trường hợp hết thời hạn nêu trên, nếu tập đoàn Bitexco chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ban hành công văn yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì thu hồi diện tích đất dự án The Manor Central Park do Bitexco làm chủ đầu tư. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.